Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa đề xuất chính phủ chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc diện F1, F2 phải cách ly y tế phòng dịch Covid-19. Và theo đề xuất này thì trong thời gian cách ly, người lao động sẽ được hỗ trợ 80.000 đồng một người một ngày từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian hưởng là thời gian thực tế người lao động phải cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.